Chào buổi sáng, tôi là Quang Huy. Xin chào các bạn đến sân San Diego Bernabéu. Real Madrid họ sẽ thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Tôi cảm thấy hào hứng khi thấy họ sử dụng đội hình 4-3-3 với 3 cầu thủ tiền vệ có thể bị yêu cầu chơi để kiểm soát trung tuyến của trận đấu. Đúng vậy, còn tôi thì chỉ muốn nhìn thấy hai tiền đạo cánh của họ sẽ thể hiện như thế nào trong trận đấu này. Barcelona họ sẽ thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Real Madrid sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Ronaldo. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Fernandinho được thực hiện rất nhanh để giữ thế trận tấn công. Marcelo, Ronaldo. Có thể sẽ là một pha bật tường. Sút tuyệt vời, nguồn thắng vô cùng mắt của Ki Chung Yang. Anh ta đã nghiện bóng ngay từ lần chạm bóng đầu tiên phải không? Anh ấy đã chớp lấy cơ hội rất tốt để ghi bàn. Thủ môn đã không có cơ hội để cản phá. Nhìn rất tốt thì pha chiếu lại. Tỷ số được mở 1-0. Jordi Alba. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Luis Suarez. Messi. Và đây là cú sút. Và dứt điểm không tốt. Ném biên cho Barca. Coutinho, Jordi Alba. Ronaldo. Paulo Dybala. Anh ấy có thể sút vào.
Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Tiến lên đi. Anh ấy chơi rất tốt. Sút đi. Sút rất tốt nhưng ồ, nó quá cao. PK. Ném biên cho Real Madrid. Ronaldo chuyền đi. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Anh ta cần cải tiến hơn và kỹ năng soạn bóng tốt hơn nữa, có thể sẽ không dẫn đến sai lầm của anh ấy. Ronaldo chuyền đi và đây là cú sút. Ồ, anh ấy đã sút rất tốt nhưng không trúng mục tiêu. Sung Yang. Jordi Alba. Sung Yang. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 2-0. Và chúng ta sẽ trở lại với sân vận động Santiago Bernabeu để đến với hiệp 2 của trận đấu. Sergio Busquets. Roberto. Paulo Dybala. Sút đi. Đây rồi, bàn thắng. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể thực hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Từ một góc độ khác ở đây. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Z
Sergio Ramos. Ronaldo. Sút. Tất cả đã sẵn sàng cho pha hỗn chiến ngay trong vòng cấm địa. Paulo Dybala. Thêm một quả phạt góc nữa. Một pha phóng an toàn. Thật tuyệt khi sút. Cầu thủ của Real Madrid vừa có một pha phạm lỗi. Có thể có bàn thắng. Toni Kroos, cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Và đây là cú sút. Tôi không chắc là họ cần nói hay không, nhưng đó gần như là một bàn thắng khác. Vâng, huấn luyện viên quyết định sẽ rút anh chàng hậu vệ này ra khỏi sân vì màn trình diễn yếu kém của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến này, hàng phòng ngự cần một nhân tố mới thi đấu tốt hơn. Vấp chân rồi, nhưng anh ta vẫn đứng vững. Toni Kroos. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Sergio Roberto vừa có pha phóng lên, ném biên cho Real Madrid. Họ quyết định sẽ rút một tiền vệ ra khỏi sân. Tôi không nghĩ là anh ấy muốn ra sân đâu, nhưng với màn thể yếu kém thế này, đúng là anh ấy nên ra khỏi sân. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng có lẽ trong trận đấu ngày hôm nay không gặp may rồi. Ronaldo. Dybala căng ngang. Sút. Ghi bàn. Có một bàn thắng khác cho họ. Nó chắc chắn sẽ giúp các hiệu số bàn thắng được tăng lên. Điều này rất quan trọng vào cuối mùa giải. Vâng, chọn vị trí rất tốt. Cơ hội không thể ngoan hơn và anh ta đã tận dụng nó. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay, trận đấu một chiều. Cho đến nay, các trận đấu hiện tại đã như mong đợi. Nhìn các mục tiêu ở phía trước, vâng, nó không phải là dễ dàng cho tất cả những người hâm mộ để xem một trận đấu và mong đợi tất cả các bàn thắng. Rafinha.
Luis Suarez. Rất nhanh. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Một pha dứt điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không bàn thắng. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi. Quá đáng tiếc. Hết giờ.